Mục tiêu của tôi trong đợt tập huấn đầu tiên này là đầu tiên là để đánh giá trình độ cầu thủ. Nhóm cầu thủ tôi gọi triệu tập lên lần này thì đa số là các cầu thủ vừa rồi tham dự giải U18 Đông Bắc Á tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra là có một số cầu thủ khác cũng chưa hoặc là đã từng tham dự thành phần đội tuyển rồi. Và mục tiêu của tôi ở trong đợt triệu tập đầu tiên này là để kiểm tra các năng lực của cầu thủ cả về khả năng kỹ chiến thuật lẫn tâm lý, đồng thời là để đánh giá là xem các cầu thủ này có khả năng thích nghi thế nào với cái chất lý chiến thuật của tôi. Cái mục tiêu đầu tiên của tôi khi triệu tập cầu thủ đợt triệu tập này là vì chúng ta từ bây giờ đến khi giai đoạn trận đầu tiên của vòng loại U19 châu Á bắt đầu thì còn không có nhiều thời gian nữa, chỉ còn khoảng ít hơn 50 ngày thôi. Và cái mục tiêu đầu tiên của tôi hướng đến đấy là xây dựng một đội hình có sự phối hợp gắn kết với nhau về kỹ chiến thuật. Và cái mục tiêu của tôi trong thời gian này là để đánh giá cầu thủ và làm thế nào để gắn kết cầu thủ vào với nhau về mặt tập thể, về cả mặt tấn công lẫn mặt phòng ngự. Và tôi có thể nói là trong hai trận vừa qua cũng như trong thời gian tập luyện ở đây thì tôi có thể nói tôi rất hài lòng với cái sự phản ứng, cái sự đáp ứng nhu cầu, cái sự đáp ứng yêu cầu của cầu thủ đối với những cái yêu cầu của tôi. Phần tôi áp dụng chiến thuật sơ đồ ba hậu vệ này là vì các đội ở dưới trên ông Park đã áp dụng một sơ đồ chiến thuật tương tự, và đồng thời những thành công của tôi phần lớn trong quá khứ đến từ nền tảng của sơ đồ này. Nhưng tôi cũng có thể chia sẻ thêm đấy là luôn luôn tôi sẽ có những cái phương án dự phòng để là những phương án B cho những phương án thứ nhất này. Và đồng thời cái việc mà cái sơ đồ chiến thuật này nó sẽ có những sự điều chỉnh linh hoạt để làm thế nào phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tế. This is exactly the same philosophy that Mr. Park is important also to have the same philosophy. Đợt triệu tập sắp tới thì tôi sẽ triệu tập bổ sung một số các cầu thủ. Tại vì các anh chị có thể biết là ở đây mặc dù có 35 cầu thủ, nhưng mà để hướng tới nhóm tuổi này sẽ là những người trọng tâm hướng tới World Cup 2026 thì không chỉ có nhóm cầu thủ này, mà theo tôi đánh giá là có thể có tới 100 cầu thủ. Và có thể là trong bắt đầu triệu tập thứ hai, bắt đầu từ tuần sau thì tôi sẽ triệu tập bổ sung 6 đến 7 cầu thủ mới. Và sau đó ở đợt triệu tập thứ ba là đợt triệu tập chuẩn bị cho giải đấu Thái Lan thì tôi tiếp tục sẽ thực hiện sự thử nghiệm này chỉ đến khi nào là ngày 18 tháng 10 là một cái giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi vòng loại châu Á bắt đầu, thì tôi sẽ rút gọn một danh sách còn khoảng 24 cầu thủ thôi. Như các bạn có thể biết là thể thức mới của World Cup 2026 sẽ tạo nhiều cơ hội hơn để cho Việt Nam tham dự, và để hướng tới cái mục tiêu này thì phải làm thế nào để có một cái chính sách chiến lược để tập hợp những cầu thủ tốt nhất của các nhóm tuổi 2001, 2002, 2003, đồng thời là các cầu thủ sinh năm 1999, 2000. Các cầu thủ này thì chủ yếu đang thi đấu tại V-League và hạng nhất, để hướng tới một cái mục tiêu là hướng đến World Cup 2026. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ còn mục tiêu là World Cup Olympic 2024. Và với vị trí hiện tại của tôi là huấn luyện trưởng của đội tuyển U19 quốc gia, là lứa tuổi trọng tâm hướng đến những mục tiêu này, thì tôi muốn dùng vị trí này và dùng cái cơ hội sắp tới khi mà tôi làm việc hướng tới vòng loại U19 châu Á để tập hợp những cái nhân tố, những bên ở Việt Nam để cùng nhau có một hướng đi chung hướng tới mục tiêu chung xa hơn này. We have the potential to start a strong and ambitious project.